Mọi người ơi, có ai đi quán ghé vô ủng hộ kênh Chính Nghĩa với. Mình nói cái đoạn là của cái con bác quê. Mà tiếc là cái tác giả, cái bàn mà chụp cái ảnh con này đó, là nó cũng không đưa cái tên tuổi của con này, cho nên là mình không biết nó tên gì. Mà có ai biết thì, bạn nào biết thì thác cái tên nó vào cho mình biết cái không. Đấy. Thì mình đọc lại một cái đoạn này là đoạn cái khẩu hiệu của nó rằng là bao năm giải phóng Đảng đã cho ta những gì. Lại là giống cái câu mà nói rằng là đừng hỏi rằng là Tổ quốc đã cho ta những gì, mà hỏi rằng là ta đã làm gì cho Tổ quốc đấy. Mình nói rằng là trường hợp những cái con như thế này đấy, nó viết cái pano, nó viết cái khẩu hiệu mà nó ngu như thế này, thì làm sao mà đủ cơ sở để mà làm chính trị chính em. Đấy, chính trị chính em gì chứ, cái loài ngạo như thế này. Trời đất ơi, bao năm giải phóng Đảng đã cho ta những gì. Đó, thì mình nói rằng á, những con người như thế này này, những cái loài ngu dốt như thế này này, thì mà có đứng, có quay xe, hoặc là như con Mai Duyên, Mai Du đấy, mà có quay xe, đứng về cái hàng ngũ của Chính Nghĩa, thì chúng mày cũng chỉ là đứng vào cho đống con số mà thôi. Chứ nếu mà nói cần, thì không cần những con người như thế. Bởi vì nó đã bán bên kia, hiểu quá, nói quá, thì nó đã bán bên kia, thì nó cũng bán được mình một khắc nào đó, một lúc nào đó mà chưa biết. Đó. Và đặc biệt á, là những con người này không có trí thông minh, cũng không có ý kiến gì để góp, để giúp cho cái đại cục, hay là để nói cái lời hay ý đẹp. Mình trở lại cái hình ảnh của cái con này á, của cái con bá quế này á, mình rất tiếc là mình không biết được cái tên tuổi của hắn, cái tên cánh của hắn đấy. Đây, bao nhiêu năm giải phóng Đảng đã cho ta những gì. Thì dư á, tao nói với mày nhá, mình mong mọi người chia sẻ cho mình với, để cho biết đâu rồi hắn gặp được, để cho hắn bị nghe được, mà mở mang được cái đầu óc, để mà ngầm lại rằng là để cho biết rằng là Đảng đã cho mày rất là nhiều. Đấy, chứ không phải là đến cái giờ này mà nhấn cái ngày 30 tháng 4 mà mày còn làm cái bảng như thế này để bếu riếu, để nói xấu, thì tại vì là mày ngu nhá con. Mà tao á, rất là xấu hổ, bởi vì đến cái thời điểm này rồi mà đất nước vẫn đang còn có những cái kẻ ngu dốt như mày. Nghe chứ con. Đấy không phải là con Thủy Hành. Thì cứ đặt cho mày là cái tên cái con bác quê đi. Đấy. Thì tao trả lời cho mày rằng Đảng đã cho mày rất là nhiều. Nghe chứ con cây. Nghe chứ con giặc cãi. Đấy. Mày chứ thấy cái con nịp, cái líp của con nấm mà. Con mẹ con nha, con nấm trước đấy á, là dạy ngả ra mà chửi cho Đảng, chửi Đảng, chửi nhà nước cho được, cho đủ đó để mà hắn được cái vé đi sang Mỹ. Đấy, đến khi ra khỏi sân bay rồi á, ra khỏi cái sân bay của Mỹ rồi á, thì thấy hai bên đường rồi gầm cầu, nào là gầm cầu, nào là bụi rậm, bất kể đâu cũng là dài răng rạc, là hàng km, là những cái lều chồng mà của người vô sống vô gia cư đấy mọi người. Đấy, những người không có nhà đấy. Ở ta đây Việt Nam dù nghèo thì nghèo, mình nói thế này để cho mọi người biết rằng là dù ái chế Việt Nam nghèo thì nghèo đấy, nhưng mà cái tình cảm của Đảng và nhà nước đấy, từ trung ương đến địa phương, hay nói cách khác là cái khoảng cách giàu nghèo rất là ngắn. Không có người vô gia cư như ở Mỹ. Trong khi Mỹ, một đất nước gọi là nổi tiếng là giàu có. Đấy. Nhưng mà cái thành phần mà vô gia cư đấy,
là hơn 41%. Mà phải nói rằng sau cái vụ mà để mà hồi nữa mình xem, mình cập nhật lại mình xem là bao nhiêu phần trăm. Mình tính rằng sau cái vụ Covid này á, thì cái kinh tế rồi tiền tệ nọ kia đều là bị ảnh hưởng. Và cả thế giới đều là bị thụt lùi. Thì chắc chắn cái con số người vô gia cư ở Mỹ không khéo là còn lên đến hơn 50%. Tí nữa mình sẽ cập nhật mình xem. Đấy. Thì á, là cái khí mà sáng đỏ rồi, ở Việt Nam, để mình nói lại nhá, ở Việt Nam á, thì chính quyền với nhà nước, đảng và nhà nước là giúp người dân xóa đói giảm nghèo, giúp xóa nhà tranh. Nếu như ai mà nhà tranh rồi có điều là ai đang nhà tranh thì họ sẽ cho nguyên một dãy nhà xây mới. Đấy. Chứ còn ở Mỹ á, không bao giờ có nha mọi người. Mà cái xác suất, dù rằng anh là một người con thưa bình thường, chỉ là một người bình thường, mình cứ nói rằng là chó dù là một bác sĩ đi. Đấy, thì cứ là mình cứ lấy, không lấy cái mốc là người dân đen, thì mình không nói nữa rồi. Cái mốc người dân đen thì trở về cái, trở thành người vô gia cư trong một nốt nhạc. Thì cái ông bác sĩ đấy mà trở thành người vô gia cư thì cũng không hai nốt nhạc, thì cũng chỉ là ba nốt nhạc mà thôi. Cái xác suất mà rơi vào người gia cư là vô gia cư là không bất kể ai mọi người ạ. Cứ mình cứ lấy điểm mốc là ví dụ là một người bác sĩ lương cao nha. Chứ mình không lấy cái người giá đen, người dân đen. Một cái người bác sĩ bình thường thì họ làm được khoảng 3 đến 4 hoặc 5 ngàn đô một tháng. 4, 5 ngàn đô, 5 ngàn đô một tháng. Tức là cái tiền trừ thuế má rồi mà cầm tay đấy mọi người. Đấy, thì họ ở căn nhà khoảng 1 ngàn tiền, 1 ngàn đô một tháng là cũng bình thường, nhà bình thường nha mọi người. Đấy, thì trả tiền thuế trừ tiền nhà đi rồi một là coi như là trừ cái thuế thu nhập đấy. Cái thuế thu nhập thì để có 5.000 đô cầm tay là gọi là cái tiền mà về để chi phí trả tiền nhà xăng xe rồi điện nước các thứ á, thì họ phải mất 2.000 đô đấy cho các cái phụ phí, rồi khoảng 1.000 tiền ăn là 3.000 đấy. Đó là sống tính bình thường. Nhưng mà anh mà đi chơi rồi là du lịch các nước nọ kia đấy thì cuối tháng chỉ là con số không mọi người ạ. Hoặc con thì cũng rất là ít đấy, không giữ bao nhiêu đâu. Bởi vì cái sự tư bản nó thích hưởng thụ, nó sống cho nó đấy. Chứ nếu mà có trừ mẹ, có trừ nhiều á, thì cũng là vài 3.000, dám 7.000 trong tài khoản thôi. Hoặc là chục nghìn, vài chục nghìn cũng là hết. Nhưng mình cứ cho xác suất là nhiều là giữ vài chục nghìn trong tài khoản nha. Thì vài chục nghìn đó, hoặc là cứ cho là 50.000 đô đi, là còn giữ trong tài khoản đấy. Nhưng anh bị tai nạn một quả thì coi như muộn, chưa đầy năm sau là anh đã trở thành người vô gia cư. Đấy, có thể là chỉ là một vài tháng, 50.000 mà giả sử mà trả tiền viện phí đấy, trả tiền viện phí thì chỉ được 2 tháng 3 tháng là người mức độ bình thường, chứ chưa nói là chuyện nặng nha mọi người. Đấy, là người vô gia cư trong một nốt nhạc, hai nốt nhạc, coi như là người có tiền hơn dân đen một chút. Đấy nè, còn mà ở Việt Nam mà nói người vô gia cư á, là hầu như là không có, mà chỉ là do những cái người mà gọi là ở những cái vùng nông thôn quê, họ làm xong mùa rồi thì người ta lên thành phố để là bán vé số rồi hoặc là bán hàng rong để kiếm ăn. Thì người ta sẽ thuê phòng trọ
là mà người người mà gọi là bán hàng rong nọ kia thì người ta sợ đêm ở ngoài đường mất mát thì người ta phải thuê phòng trọ để bảo về cái tài sản của người ta đấy. Chứ còn mà những người như bán vé số rồi đi xin ăn nọ kia thì người ta chỉ là ở chui lủi một cái lều chồng nào đó để khỏi phải mất tiền trọ đấy. Chứ còn cái chế độ và cái chế độ của nhà nước cho đến người dân á, thì ở Việt Nam là nhất. Việt Nam là nơi đáng sống nhất mọi người ạ. Thật á. Ở Việt Nam mới là cái nơi đáng sống nhất. Tôi thì tôi, theo tôi là tôi nghĩ thế đó. Nếu nói cái cương đồ mà làm việc á, thì nếu như ở Việt Nam mà cùng phải chịu cái áp lực và cái cương độ làm việc như cái sự tư bản đấy thì ở Việt Nam con giàu gấp mấy mà đáng sống gấp mấy lần đấy. Một ngày 12 tiếng không được ngồi thì Việt Nam có rửa không mọi người? Mà sống 12 tiếng rồi con chạy số chạy chầu đi tìm cái chọt khác để mà kiếm thêm cái vài ba trăm nữa để cho giữ ra thì cái khoản đó là máy mà giữ ra mà. Cái con này á, cái con bác quẻ này á, nó nói rằng là mày nó thắc mắc rằng là đảng bao nhiêu năm giải phóng thì đảng đã cho mày cái gì á, thì đảng đã cho ngoài cái xác thịt của là bố mẹ vắt ra cho mày đấy, của cái bậc sinh thành mà vắt ra cái hình dạng cho mày đấy, thì những cái gì mày có trên người thì đều là đảng cho mày hết nha. Cái con bà què đấy, đảng cho mày cả cái chỗ đứng rất là đẹp, đảng cho mày cả cái bộ quần áo giày dép, đảng cho mày cả cái bầu không khí trong sạch để thở nha. Cái con điên bà què, mày á, có dùng kem đánh răng sạch tay từ Pháp về thì mày bỏ đi. Không biết em ạ, à, chỉ lượt mạng đây thấy ra trốn về thôi chứ không biết con này là con gì, là con nào. Biết được con này là con nào thì chửi cả đến tên cùng cơm của nó luôn. Đó, nhưng mà không biết. Đấy, đảng đã cho mày tất tần tật, đảng đã cho mày cả cái giấc ngủ bình yên, nghe chưa? Ô lại xóa mô rè. Đấy, đảng đã cho mày cơm ăn áo mặc hàng ngày này, đảng đã cho mày là những cái món ăn hải sản này, mày chỉ biết lá liếm, biết tớp vô trong họng mày, mà mày không biết rằng là đảng đã cho mày cái gì à? Chính là đảng cho mày đấy. Ba mẹ mày ra đâu rồi mà con hỏi những câu ngu như là rửa thì cái dạng mày làm cái gì? Đấy, cái dạng ngu như mày thế này thì làm cái gì cho xã hội? Mày cũng có tay, cũng có chân, có mắt, có mũi, có đầu bình thường thì đi cày mà ăn nha. Cái đó cũng là đảng cho mày đấy. Đảng cho mày là không tự do đi lại, không phải đéo vào cái gống là vào cái cổ này như ngày xưa mà ông bà tổ tiên mày đã từng đéo đấy, nghe nha con ngu. Đảng á không phải là của riêng mày, mà đảng á là của cái đất, cả cái đất nước này. Đảng giữ cho cái đất nước này nó bình yên, nghe chưa? Đảng đang giữ cho mày cái giấc ngủ là yến ả hàng đêm. Chứ đảng không phải là đưa cơm đến cho mày, cũng không phải là đút mình khoái hay đút mình thịt, mình cá, miếng mực con tôm vào cho cái họng mày để mày đớp, nghe chưa? Mà đảng cho mày cái cuộc sống bình yên, giấc ngủ bình yên, ăn cơm cũng bình yên. Không phải là bưng cơm ăn để chạy giặc, nửa đêm ngủ mày cũng không phải là chạy giặc, ngay chưa cái con quái bá que.
Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, chứ trừ phân chó vậy chứ mày. Và nói trở lại cái chuyện con nấm khi này á, rồi cũng liên quan đến cái con này. Nếu như mà mày đang cố gắng nha, tao nói cho mày nghe, nếu như mày cũng đang cố gắng học theo con nấm để mà tìm mọi cách để mà chống phá nhà nước, để mà học thêm theo con nấm mà kiếm cái suất đi Mỹ đấy, thì tao nói với mày nên chui vô cái nick con cái kênh con nấm mà xem. Chả nhẹ mày không biết rằng cái khí sáng đỏ rồi nhá, con nấm đã làm cái lịch rằng là nước Mỹ không như chúng ta tưởng à. Sao mày ngủ thế? Cái mặt biển nó phẳng lặng như thế, nó êm ả như thế là cũng phải đảng chó mày mới có đấy con chó ạ. Đấy, chứ không phải là thuyền giặc hay là máy bay của giặc ra thả bom gầm rú như trước năm 75 nữa đâu. Trước năm 75 có cái cảnh đẹp này cho mày đứng chụp ảnh không? Hả con cơ hó? Chị nói rất hay, bọn bá que mất dày lắm. Cảm ơn em, chào hoa sân rồng nha. Đấy, cho nên là nếu như mà mày mà muốn học theo con nấm á, tao khuyên mày bỏ đi. Càng sớm càng tốt nha. Cái đường của con nấm á, tao nói với mày, cái khí mà nó ra khỏi nhà tù của Việt Nam đấy, nó ra khỏi nhà tù của Cộng sản đấy, trời ơi, nó béo tốt mà hồng hào, mà cái rễ nó lặng mình, cái giá nó lặng mình hồng hào cực kỳ luôn đấy. Mà đúng với cái cỡ tuổi của nó, mà nó trẻ lại trước tuổi, cái khí mà nó còn ở đằng ngoài, mà cái khí mà nó còn chống công, nó ở đằng ngoài mà cứ đi tới đi lui mà chửi Cộng sản đấy, nó ra tù nó trẻ lại đi 10-20 tuổi, tức là nó ra trại công sản của Cộng sản đấy. Mà đến khi nó được cái con mé tây của cái thằng Trúng đấy là cầu sang Mỹ á, thì coi như là dù rằng là báo ăn báo ở 6 tháng đấy, được cái con mé của thằng Trúng là báo ăn báo ở 6 tháng dù rằng nhá, dù rằng là đắng trong thời hạn là được báo ăn báo ở là 6 tháng nha. Đấy, mà nó xuất hiện trên lịch đấy thì là từ khi 2 tháng là đến là nó lâm lịch nói rằng là nước Mỹ không như chúng ta tưởng, rồi là quặc lại cái bọn bá que là bắt nó phải mỗi ngày và làm 2 lịch 3 lịch ít nhất cùng mỗi ngày 10 lịch chửi đảng Cộng sản nó kia. Đấy, thì nó đã nói rằng muốn đánh lại Cộng sản thì cũng phải có thực lực, chứ không thể là lật Cộng sản bằng miệng. Bao nhiêu năm 48 lật vỏ mồm rồi, lật Cộng sản được là góc nào chưa? Đó, và muốn lật Cộng sản là phải có tiền, có súng. Tức là súng đạn nhu yếu phẩm đấy, chứ không thể lật bằng vỏ mồm. Trong khi nhìn qua xung quanh không có cái gì thì lật bằng cách nào? Đó, chính con nấm đã quắc lại bác bòn bá que, tôi gọi là những cái bòn đi trước mà đang lợi dụng cái hình ảnh của con nấm đấy. Mà tao thấy cái hình ảnh của nó tóc không thèm nhuộm nữa, mà tao cứ tưởng là mặt mũi thì nó gầy mà xấu vừa ra, mà tưởng là má nó, tưởng là bà nồi nhặn trôi lên kìa. Đấy, bởi vì á, khi sang Mỹ rồi á, cơm áo gạo tiền phải lo. 6 tháng mà được bảo kê ăn nuôi ở đó, được báo ăn báo ở đó, thì 6 tháng đó thì tìm gầm cầu nào, tương lai nào cho hai đứa con của nó. Nếu không là chèm thuế diệt, nếu không là đỉ điếm, vậy là chỉ là chèm thuế diệt mượn mà thôi. Chứ cái hàng của nó là ở nước Mỹ là có đặc biệt một cái là những cái người mà tị nạn chính trị
Tất cả bất kỳ là ở đâu thì tị nạn chính trị cũng không được người ta thuê mướn để làm cái công việc chi nha mọi người. Đấy, thì đói thúi cả mồm. Đấy, và đó là 6-2 tháng nha. Rồi còn cho đến dư nữa thì đã 2 năm rồi á, thì không biết là cái lò nhà nấm nó tấp vào đâu nữa. Không biết cái lò nhà nấm đến cái giờ này nó tấp vào đâu nữa. Mà nói thật đấy, là nếu như cái đứa con trai á, thì không nói rồi nè, mà cái đứa con gái á, thôi thì ta cứ nói một cái con trăng lê là được thôi, không cần nói đến con gái nó tội, nó tội nghiệp nó. Bởi vì bao nhiêu cái hoàn cảnh đẩy đứa nó đến một cái nơi như thế là vì con mẹ nó, tội lỗi của con mẹ nó gây ra, chứ không phải là tội lỗi của ông bà tổ tiên nhà nó gây ra, chứ không phải là cái đứa con gái của con nấm nha mọi người. Cho nên mình không nói, mà mình chỉ nói đến cái con trắng lê mà đã trương mặt rất là nhiều lần mà gọi là chửi Đảng Cộng sản và chửi nhà nước Bắc Quê đấy. Ồ nè, thì mình giờ xin rất là mình muốn dừng kết thúc clip tại đây. Vì chửi thì cũng chửi đủ rồi, mà chửi Bà Quế thì cũng chửi đủ rồi. Cho các bạn nào mà vào sáu thì mời các bạn xem lại từ trước đây, rồi thấy mà có lý có tình ấy, thì ủng hộ chia sẻ cho mình với, cho một like rồi chia sẻ, rồi là cho một cái nút đăng ký. Ê, rồi khi nào mà mình nói thì là các bạn cùng theo dõi được không? Để động viên, gọi là cái động lực để động viên thôi. Chứ còn các bạn có xem được hay không thì nó còn tùy, phụ thuộc công việc, thời gian của các bạn nữa, đúng không? Thì giờ mình xin kết thúc clip tại đấy. Rồi cảm ơn mọi người đã vô xem, ủng hộ kênh. Và hẹn gặp lại clip sau nha mọi người.